Ngoại trưởng Algeria hôm 24 tháng 8 thông báo nước này cắt đứt quan hệ ngoại giao với Maroc do những hành động thù địch của quốc gia láng giềng. Phát biểu họp báo, Ngoại trưởng Algeria cho biết nước này đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Vương quốc Maroc từ 24 tháng 8 do nước láng giềng chưa bao giờ ngừng các hoạt động thù địch nhằm vào Algeria. Tuy nhiên, Ngoại trưởng cũng cho hay các cơ quan lãnh sự hai nước vẫn hoạt động bình thường. Hiện Bộ Ngoại giao Maroc chưa bình luận về động thái trên của Algeria, dù trước đó Vương quốc Maroc đã kêu gọi cải thiện quan hệ với nước láng giềng. Quan hệ giữa Algeria và Maroc đã căng thẳng từ nhiều thập kỷ qua, chủ yếu liên quan đến vấn đề chủ quyền vùng lãnh thổ Tây Sahara.